Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một đơn vị diện tích thông dụng, đó là hecta. Chúng ta viết là hecta, ký hiệu là ha. Hecta cũng chính là đơn vị đo diện tích hectomet vuông. Trước đó chúng ta đã học nhiều đơn vị đo diện tích như milimet vuông, cm vuông, mét vuông và km vuông. Vậy hecta hay hectomet vuông sẽ có mối quan hệ thế nào với các đơn vị đo diện tích này và thường được sử dụng trong những trường hợp nào? Ta cùng lấy ví dụ như sau giả sử chúng ta đi tìm mua một mảnh đất có diện tích nhỏ vậy ta có thể dùng đơn vị mét vuông ta sẽ tìm hiểu xem mảnh đất đó chứa được bao nhiêu ô vuông có độ dài mỗi cạnh là một mét như thế này nhưng giả sử ta muốn tìm mua một mảnh đất lớn hơn để làm thành vườn trồng cây ăn quả thì sao khi đó chúng ta sẽ cần dùng một đơn vị diện tích lớn hơn trước đó ta đã học về km vuông mà một km vuông lại lớn hơn một mét vuông rất nhiều giả sử hình vuông này có diện tích là một km vuông thì mỗi cạnh của hình sẽ dài 1 km, cũng chính bằng 1.000 m. Nên diện tích của hình này sẽ bằng 1.000 x 1.000 và bằng 1 triệu mét vuông. Như vậy, km vuông là đơn vị diện tích lớn hơn mét vuông rất nhiều. Do đó, đơn vị này thường được dùng để đo diện tích một vùng hoặc một thành phố. Vậy đơn vị nào sẽ phù hợp để đo diện tích những mảnh đất lớn nhỉ? Ta cần một đơn vị lớn hơn mét vuông, nhưng nhỏ hơn km vuông. Đó chính là hecta. Vậy một hecta bằng bao nhiêu? một hecta bằng diện tích của một hình vuông, có độ dài mỗi cạnh là 100 mét. Vậy nếu đổi ra mét vuông, chúng ta sẽ có một hecta bằng 100 nhân với 100 và bằng 10.000 mét vuông. Như vậy một hecta bằng 10.000 mét vuông. Bây giờ ta cùng thử làm một ví dụ. Giả sử ta có một mảnh đất rộng 2,5 hecta cần lát gạch, mỗi viên gạch lát có diện tích bằng 1 mét vuông. Vậy ta sẽ cần bao nhiêu viên gạch để lát hết diện tích mảnh đất này? Đầu tiên, ta cần đổi 2,5 hecta ra mét vuông chúng ta đã biết 1 hecta bằng 10.000 mét vuông. Như vậy, 2,5 hecta sẽ bằng 10.000 nhân với 2,5 và bằng 25.000 mét vuông. Như vậy, ta sẽ cần 25.000 viên gạch để lát toàn bộ 2,5 hecta này.